qua Việt Nam làm việc theo diện chuyên gia, 4 bác sĩ người Cuba đang công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình đã có lần đầu tiên đón Tết cổ truyền cùng với đồng nghiệp người Việt. 4 bác sĩ Peter Martinez, Aracelio Biris Guevara, Vicencio Aniro Alfonso và Alfredo Garcia Mires đã bắt đầu đặt chân đến Quảng Bình từ hơn nửa năm trước, nhưng chưa bao giờ thấy căn nhà công vụ nơi mình ở lại đông vui nhộn nhịp đến thế. Hiểu được tâm lý của người xa quê, nên trước ngày nghỉ Tết, lãnh đạo bệnh viện đã chuẩn bị cho 4 bác sĩ này một cái Tết ấm cúng và vui vẻ nhất. Mâm tiệc Tết của những bác sĩ này không chỉ có bánh chưng, dưa hành, mà còn có cả những món ăn truyền thống Tết của người Cuba như thịt heo quay, cơm trộn, chuối chiên. Các bác sĩ cũng lần đầu được nhận lì xì như phong tục Tết của người Việt. Và không thể thiếu được, đó là những người bạn đồng nghiệp cùng bệnh viện đến chung vui mừng năm mới. Tình kể rất là xa theo địa lý, rất gần trong cái tình hữu nghị. Đó, ban giám đốc cũng đang muốn cái tạo cho những người bác sĩ làm việc ở đây có một cái Tết giống như Tết ở Cuba. Đó thì thể hiện trong cái tất cả cái những món ăn trong bữa Tết cũng giống có món ăn đặc sản như Cuba như người heo quay là cơm nấu với đậu. Nếu bạn không thể tiêu được. Bên cạnh đó thì cho ấm áp hơn thì mình mua sắm cho các chuyên gia Cuba những cái món ăn Tết cổ truyền của Việt Nam như bánh chưng, dưa hành để tạo cho người ta gần gũi, vì lấp đi một vơi đi một tí nỗi nhớ xa nhà, bởi vì cái Tết là Tết đoàn viên và họ ở lại phục vụ cho mình. Thực ra đây là cùng một cái dịp để cho bạn bè năm châu biết, đặc biệt là dân tộc Cuba biết là Tết cổ truyền ở Việt Nam như thế nào. Để sau đó thì chúng tôi cũng cố gắng chuẩn bị với cái tinh thần, về vật chất thì không lớn nhưng mà về tinh thần phải đầy đủ, ấm áp và thân thiện. Được trải nghiệm hương vị Tết cổ truyền của người Việt lần đầu cũng là một điều rất thú vị, nhưng các bác sĩ vẫn không quên nhiệm vụ chính của mình là nâng cao khả năng chăm sóc sức khỏe cho người Việt. Các bác sĩ này vẫn tình nguyện trực Tết như những bác sĩ khác ở bệnh viện này. Thực sự trước khi đến đây thì chúng tôi biết rất ít về Tết cổ truyền của Việt Nam. Nhưng nhờ các bác sĩ đồng nghiệp ở đây đã giải thích cho chúng tôi biết về Tết cổ truyền này. Và chúng tôi đã biết nhiều hơn về Tết Việt đến bây giờ. Chúng tôi cảm thấy rất vui sướng, hạnh phúc vì có sự quan tâm của ban lãnh đạo, các đồng nghiệp. Chúng tôi đang bước vào cái Tết cổ truyền của Việt Nam thì chúng tôi cảm thấy như là đang ở nhà. Chúng tôi làm việc ở đây và chúng tôi sẽ cố gắng phục vụ cho dân tộc anh em Việt Nam. 4 bác sĩ này là chuyên gia ở 4 chuyên khoa phẫu thuật thần kinh sọ não, chấn thương chỉnh hình, tim mạch, ung bướu. Sự có mặt của họ chính là niềm hy vọng của rất nhiều người bệnh, không chỉ ở Quảng Bình mà còn những tỉnh lân cận trong thời gian qua. Không phải ngẫu nhiên mà 4 bác sĩ từ Cuba xa xôi lại đến Quảng Bình. Bệnh viện nơi 4 bác sĩ đến làm việc là biểu tượng của tình hữu nghị sắt son của hai nước Việt Nam-Cuba trong quá khứ. Và sự có mặt của những thầy thuốc chuyên gia đến từ Cuba như để vun đắp cho tình hữu nghị của hai đất nước, hai dân tộc đoàn kết, gắn bó keo sơn bao đời. Happy New Year!